bắp TV cho các bạn nhé. Hôm nay bạn Lý sẽ vẽ cho các bạn nhân vật gì nhỉ? Mình sẽ vẽ một con quái vật cú te. Quái vật cú te, thế còn bạn Ly? Vẽ sticker. À, bạn Ly vẽ sticker, rồi. Hai bạn cùng vẽ nào. Đây, bạn Lý vẽ quái vật cú te. Đây, đây bạn, bạn cải và bạn bắp này. Bạn bắp vẽ cái gì ấy? Hả? Chúng rất to gì nữa. Vẽ gì? Chúng rất to. Vẽ máy chiếu gì? Chúng rất to. Chúng rất to à? Mắt nó thích thật nhỉ. Thế bạn Thảo vẽ gì đây? Cái ở lòng đất, cái đây cây ở lòng đất là gì? À, đây là cái đất đồ. Còn đây cái đây là cây gì? Vâng. À. Cái chiếc chân là cây nhỏ. Đây. Nó xong. Mì vẽ này giống con thỏ. Khủng long cú te. À, bạn bắp mày vẽ gì mà loằng ngoằng này, để bố xem nào. Bạn này đây. Con này nó to đâu vẽ to. Như kiểu là tần sóng thế nhỉ? Trong cái này như kiểu là sóng điện thoại nhỉ? Cái này như giống điện thoại đình đình đình. À, bạn Thảo vẽ gì đây? Vẽ hoa. Cái này nó ở lòng đất. Cây này ở lòng đất á. Tay con ở thế nhỉ. Tự nhiên con này nó hoa đâu ra một quả gì đây? À. Quả cho nè. Quả đâu đi đây? Ờ, hai bạn xem nào. À, bạn đã vẽ xong một hình rồi. Là khủng long cú te. Con này khủng long sẽ đáng yêu đấy. Bạn vẽ cái hình này là giống cái hình mình gửi tin nhắn cho mọi người đấy. Có nghĩa là gửi tin bằng hình động đấy. Rồi, giờ các bạn vẽ xong, bây giờ là các bạn tô màu. Các bạn thấy kênh hay bổ ích thì các bạn nhớ like và đăng ký kênh hộ chúng mình nhá. Quen. Đất. 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 Đất
rồi nha. Rồi, hai bạn đã vẽ xong rồi. Quay. Quay cho các bạn xem. À. Đây, khủng long cute của bạn Lý đây. À, rồi. Thế mình cho các bạn xem là bạn Lý là vẽ từ đầu tới giờ nhá. Đây là Doraemon bạn Lý vẽ này. Đây là Doremi này. Đây là Kishimichi này. Đây là gì? Mami long nét này. Đây là gì? Blue King. Đây. Rồi, còn đây sang xem bạn Mi vẽ này. Mi vẽ Doraemon này, đội mũ này. Doremi này. Đây cũng giống như bạn Lý này, nhưng mà hình này là bạn vẽ ngồi này. Rồi. Chào các bạn à. Tạm biệt các bạn nhá.